Vụ việc được phát hiện tại cơ sở sản xuất giá đỗ của bà Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1963, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, huyện Bình Đại. Theo bà Hiền khai nhận, đây là loại thuốc tăng trưởng giúp giá đỗ tăng trưởng nhanh, rút ngắn thời gian ủ mầm được bà mua ở chợ. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện tổng cộng 520 ống thuốc nhựa không rõ nguồn gốc xuất xứ và bà đã sử dụng cho 172 thùng giá đỗ đang ủ mầm. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ số thuốc trên, buộc cơ sở tiêu hủy số giá đỗ đang ủ mầm không được bán ra thị trường, đồng thời lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định.